trong hành trình trồng trọt, mỗi nông dân đều mong muốn có được những vụ mùa bội thu, nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra suôn sẻ. Những kẻ thù ngầm như sâu cuốn lá, sâu đục thân và rầy nâu thường xuyên xuất hiện, âm thầm phá hoại thành quả lao động của chúng ta. Chúng không chỉ gây hại cho cây trồng mà còn đe dọa đến toàn bộ mùa màng, khiến cho bà con phải lo lắng. Giờ đây đã có Padan 95FP, một sản phẩm tiên tiến được phát triển đặc biệt để đối phó với các loại sâu gây hại, mang lại sự yên tâm cho bà con nông dân. Hoạt chất Catap Hydrochloride chiếm 950g trên ký, thuốc phổ tác dụng rộng, đặc trị sâu cuốn lá, sâu đục thân và rầy lá, kiểm soát tốt sâu non các tuổi, kể cả giai đoạn trứng, tính lưu dẫn nhanh nên không sợ bị rửa trôi do mưa. Với cơ chế tác động Catap Hydrochloride được phân lập từ loại dinh biển Lumbariris heterop Oda, tác động lên hệ thần kinh trung ương thông qua cạnh tranh acetylcholine chặn tín hiệu và gây độc thần kinh. Côn trùng bị xử lý bằng Catap sẽ tê liệt nhanh chóng với một số ít co giật hoặc dấu hiệu đau đớn. Để sử dụng Padan 95FP vô cùng đơn giản. Đối với lúa mắc bệnh sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy nâu, lạc mắc bệnh sâu khoang, sử dụng 20-28g trên bình 16 lít. Mía mắc bệnh sâu đục thân, sử dụng 30-40g trên bình 16 lít. Bà con hãy nhanh tay để lại số điện thoại đặt hàng ngay bên dưới bình luận. Sẽ có ngay đội ngũ kỹ sư trực tiếp hỗ trợ và tư vấn cho bà con đặt hàng.